Hello, hello xèo tất cả anh em, mình là LTL đây, đẹp trai mới số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả mới quay trở lại với kênh Ngô Thế Ngọc của mình nhá. Ok, thì hôm nay mình vẫn quyết định là quay lại cho anh em một clip siêu thú vị về Free Fire nha anh em ơi. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì anh em là yêu quý mình này, fan mình đừng quên ấn ngay giúp mình một nút like nha. Và nhớ là xem từ đầu đến cuối clip này không tua nha. Mình sẽ tặng cho anh em một phần quà nhá. Và hôm nay mình quyết định là mình sẽ tặng một slot và quân đoàn cho tất cả những anh em mà xem từ đầu đến cuối clip này không tua nhé. Bởi vì hôm nay mình đã chính thức lấy lại quân đoàn nha anh em ơi. Thì hôm trước thì mình đã nhờ KenBC đã giúp mình solo thắng kèo 2v2 rồi anh em. Nhờ Sima anh em ơi, mình và Sima đã solo thắng kèo 2v2 rồi nha anh em ơi. Thì lần này không còn có gì để kiểu như thanh niên nghĩa ra 8 không trả quân đoàn mình nữa anh em ạ. Nên hôm nay mình chính thức mình lấy lại quân đoàn nha. Nhưng anh em mà theo dõi từ đầu đến cuối cái series mình lấy lại quân đoàn này thì như anh em đấy sẽ có một slot vào quân đoàn mình nhá. Ok chưa? Thì không linh tinh liên tuyên anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ mời luôn thanh niên nghĩa K8 vào nha anh em ơi. Không biết là nó có oan không đây. Để mình kiểm tra em nào. Nó oan hay không? À đây nó oan anh em ơi. Bây giờ mình sẽ mời vào mình nhắn tin để bảo nó chuyển lại quân đoàn nha anh em ơi. Bởi vì mình đã solo thắng kèo 22 rồi nhá. Nói chung là hôm nay tâm trạng của mình khá là vui anh em ơi. Rồi ok, mình sẽ bảo là hello Nghĩa. Nhẹ hello Nghĩa. Kèo hôm trước là anh thắng rồi đấy. Kèo 2v2 anh thắng rồi. Thì bây giờ em chuyển lại chủ quân đoàn cho anh đi. Ok chưa anh em ơi. Đấy, trả quân đoàn anh đi. Để anh đổi tên. Ok chưa, hợp lý chưa anh em ơi. Rồi để xem mà thanh niên này trả lời như nào, chắc là bảo đây em chuyển đây. Anh bắn hay đấy. Mình nghĩ là như vậy anh em ơi. Ok để xem liệu có phải như vậy hay không nhá. Mình cũng chưa rõ anh em ạ. Ok chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Ô kìa, còn một điều kiện nữa mà. Ủa? Sẽ còn một điều kiện nữa mà là như nào? Ủa là sao? Ủa là sao? Sẽ còn một điều kiện nữa là do hôm đấy mình thắng rồi còn điều kiện gì nữa đâu? Chỉ cần thắng thôi mà. Ủa sẽ còn điều kiện nữa, thằng này định chơi mình tiếp à? Ủa? Từ để mình xem nó nhắn gì nha anh em ơi. Từ từ anh em ơi, mình đang bắt đầu là cảm thấy là hơi lo lắng rồi nha. Anh solo thắng em nhưng anh đã đủ 2k like đâu. Ờ đúng rồi. Trời ơi quên mất nó, mình vẫn chưa đủ 2k like clip đấy anh em ơi. Ôi ôi chắc là tại anh em toàn xem chùa anh không bấm like đấy. Nên là anh em yêu quý mình em bấm like đi. Thế thôi mình sẽ bảo là thế clip này anh được 2k like thì để cho nó trả quân đoàn anh em ơi. Đấy nên là anh em bấm like clip này đi. Chưa bấm like thì anh em bấm like đừng xem chùa nữa. Đấy mình bảo là clip này được 2k like để xem nó có trả hay không nha anh em ơi. Chứ bây giờ mà nó lật mặt như thế thì mình cũng hơi căng nha. Nói chung là anh em xem chùa quá thì mình cũng không lấy được quân đoàn anh em ơi. Nên là gì? Không được anh ơi, ai lại làm thế. Nhưng mà vừa mới ngủ dậy xong mình cứ tưởng lấy lại quân đoàn quay video cho anh em cơ. Hóa ra vẫn chưa lấy lại được anh em ơi. Thắng thì em mới trả. Ủa? Cái gì mà thắng thì em mới trả vậy? Nó là sao? Ủa như nó bảo là solo kèo 44 đúng không anh em? Từ từ từ. Và phải được 3k like đó kìa. Ôi vãi trưởng anh em ơi. Ơ kìa. Em đùa anh à? Ôi vãi trưởng, nó bảo mình solo kèo 44 nha anh em bây giờ. Ôi, giờ lại phải kiếm người solo kèo 44, bây giờ kiếm ai bây giờ? Trời ơi, hai mình đã cố gắng nhờ Sima rồi. Em không biết đùa anh em thấy chưa? Trời ơi, giờ như nào anh em ơi? Giờ kiếm ai có thể có kỹ năng mà thắng kèo 44 được đây? Nếu anh không muốn solo, mai quân đoàn anh sẽ gì đây? Mai quân đoàn anh sẽ bay màu. Có rồi nha anh em ơi, thôi được rồi. Để mình sẽ cố gắng mình nhờ xem ai có kỹ năng nha anh em ơi. Mình sẽ cố gắng mình xem ai có kỹ năng mình nhờ đây anh em ơi. Trời ơi, thực sự là mình không muốn lên cam nữa luôn này anh em ạ. Mình cứ nghĩ là hôm nay lấy được quân đoàn mình vui mình lên đây mình nói ảo lắm rồi kìa. Mình vui mình lên đây mình kiểu như tặng hứa tặng cho anh em một phần quà mà vẫn chưa lại được anh em ơi. Ok rồi, chắc là bây giờ mình sẽ đi kiếm xem có ai bán hay không mình nhờ nha anh em ơi. Chứ không là toang đấy anh em ạ. Sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định là mình sẽ nhờ một idol cực kỳ là bắn hay, chùm hai nai luôn. Thì đố anh em biết đấy là ai đấy, anh em comment bên dưới nhá. Thì không phải để anh em thắc mắc nữa, đó chính là Cu Lì nha anh em ơi. Đây là một người em của mình anh em ạ. Thì mình đã quen ở trong content Star nha anh em ơi. Thì một người em này thì nói chung là khá là bên ngoài khá là hiền luôn nha anh em ơi. Khá là kiểu như là vui tính anh em ạ. Nên là mình quyết định là mình sẽ nhờ em Lì nha anh em ơi vào giúp mình cái kèo 44 nha anh em ơi. Để xem là liệu em Lì có đồng ý hay không nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ mời em đấy vào luôn nha anh em ơi. Được rồi, à đây rồi, em mới vào rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bật mic lên mình hỏi xem mà liệu em đấy có rảnh hay không anh em ơi. Để mai giúp mình kèo 44 nhá. Ok, alo em ơi. Anh mời em có chuyện gì á? À thì anh có cái kèo 44 solo ấy, muốn nhờ em giúp ý. Anh chả biết ai có kỹ năng cả. Thì thấy mọi người comment là em cũng là một người có kỹ năng bắn hai nai các thứ rất là hay luôn. Thì anh muốn nhờ em là giúp anh cái kèo 44 có được không nhỉ em nhỉ? À ok, vô luôn anh. À không phải bây giờ đâu em ơi, có nghĩa là trưa mai cơ em ạ. 11 giờ trưa mai thì không biết anh em có rảnh không nhỉ? Hãy bắn giúp anh cái kèo 44 tới. Em rảnh anh ơi.
À ok anh, cảm ơn nhá. À mà bây giờ em có rảnh không, tiện thể em solo giúp anh cái kèo 1v2 về thế giới đi, để cho mọi người xem cái kỹ năng của em được không? À ok, được luôn anh. Ok anh cảm ơn nha, và anh tạo phòng nha. Ok anh em ơi, thì mình đã kiếm thêm một người, đó là chính là Cu Lì rồi nha anh em ơi. Thì ngày mai sẽ có một trận solo 4v4 siêu kinh điển nha, giữa team mình và team Nghĩa K8 nha anh em ơi. Thì team mình nói qua đội hình là có mình này, có Cu Lì này anh em ơi, có Sima và có một người cuối cùng là KenBC nhá. Hoặc là mình sẽ nhờ bé Lâm nha anh em ơi. Đấy, nói chung là một trong hai người đấy anh em ạ. Nếu như là KenBC bận thì mình sẽ nhờ bé Lâm nha anh em ơi. Đấy, nói chung là kèo này một kèo cực kỳ kinh điển nhá. Nên là 11 giờ trưa mai anh em nhớ là xem trên kênh Ngô Thế Ngọc nha anh em ơi, bật cái chuông lên nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạo một cái phòng để cho Cu Lì cân hai bạn trên kênh thế giới để cho anh em xem nhá. Ok anh em ơi, thì mình đã tạo phòng thành công để cho Cu Lì solo với hai bạn trên kênh thế giới rồi nha anh em ơi. Thì rất là nhiều anh em thắc mắc đây là Cu Lì Fake hay là Zil, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cho anh em xem nhá. Đây, anh em thấy chưa? Hiện tại là số like của Cu Lì là hơn 244.000 like nha anh em ơi. Và hiện tại là Cu Lì thì chỉ đang đổi tên là WZ Bác Gấu để làm content gì đấy thôi nha anh em ơi, chứ không phải đây là Bác Gấu nhá. Đây là Cu Lì thật nha anh em ơi, anh em có thể kiểm tra đi nhá. Ok chưa anh em ơi? Đó, nhìn bộ đồ là anh em thấy quen quen này đúng không anh em ơi? Ok thì mình sẽ bắt đầu luôn nha anh em ơi. Đấy, để tránh anh em thắc mắc là tại sao là Cu Lì lại tên là WZ Bác Gấu, thì mình đã cho anh em xem nha anh em ơi. Đấy thì hiện tại là Cu Lì chắc là đang làm content nha anh em ơi, nên là đổi tên là WZ Bác Gấu nhá. Ok cho anh em ơi. Rồi ok thì không linh tinh lên thuyền anh em ạ. Đó thì mình sẽ xem vị trí của Cu Lì thể hiện như nào nha anh em ơi. Thì trận đấu này Cu Lì trang bị cho mình một khẩu M1887 và một khẩu chim gõ kiến anh em ơi. Hình như là Cu Lì định chơi on shot trận này anh em ạ, để xem là liệu Cu Lì bắn có ra đạn vào đầu hay không nha anh em ơi. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhanh anh em ơi. Và Cu Lì ngày mai đã đồng ý giúp mình giúp kèo 4v4 nha anh em ơi, nên là anh em nhớ là theo dõi trận 4v4 ngày mai nha. Một trận cực kỳ kinh điển anh em ạ. Đấy, nên là anh em nhớ là đừng có tua nha anh em ơi. Ok thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem Cu Lì thể hiện kỹ năng trong trận đấu này nha anh em ơi. Rồi đây vị trí của em Lì. Đấy, mình sẽ đọc lại em Lì cho nó đỡ phản cảm nha anh em ơi. Rồi em Lì cầm cho mình một khẩu chim có khiến. Rồi, một viên là bay đều đầu luôn kìa anh em ơi. Ui, bắn như này thì ai mà đỡ được. Rồi không biết là liệu em Lì có cân được hai trong pha này hay không nhá. Chúng ta hãy cùng xem nha anh em ơi. Rồi ok, một viên vào người rồi. Tiếp tục nào, cố lên em ơi. Cố lên em Lì ơi. Rồi, ui dồi ôi, bắn như này thì ai mà đỡ được. Hét xoạn, ui dồi xong rồi, quả này em Lì toang rồi anh em ơi. Ý nhè, thế Lì này bắn cho em Lì gọi là xin vĩnh biệt rồi anh em ơi. Nói chung là một cân đôi thì cũng khá là khó anh em ạ. Rồi ok, đây là dao thứ hai. Em Lì đang cầm cho mình khẩu chim có kiến. Liệu có bay đầu không đây? Rồi, bên team kia đã đặt keo rồi. Rồi, em Lì bắn vừa xong là hơi run anh em ơi. Rồi, một viên vào người rồi. Rồi em Lì liệu có thể hiện được không đây? Rồi, xong. Không hai nữa rồi anh em ơi. Rồi, hình như là em Lì có khi là chấp trận đấu này nào anh em ơi. Ok, để xem là trận đấu thứ ba nào. Trên tay em Lì vẫn cầm cho mình là khẩu M1887 và khẩu chim có kiến. Xem em Lì liệu có cân được trận đấu này không. Ôi, mượn viên bắt đầu lên kìa. Ôi, bắn như này thì ai mà đỡ được đây. Rồi tiếp tục nào, cố lên em ơi. Cố lên em dài. Ôi, quá là căng anh em ơi. 2-1, em Lì đã lật được kèo thành công nha anh em ơi. Trời ơi, bắn như này đi. À, đỡ được đây anh em ơi. Tiếp tục, đây là trận đấu thứ 3, tỷ số là 1-2 nhá. Rồi trận đấu này em Lì vẫn cầm cho mình một cái combo cũ, đó chính là chim có kiến và 1-8-7. Thì xem là Cu Lì bắn có ra đạn vào đầu luôn anh em ơi. Trời ơi, quá là kịch tính và căng thẳng rồi anh em ơi. Rồi tiếp tục là cố em Lì ơi. Cố lên. Rồi, chỉ còn một thằng nữa thôi. Một thằng nữa ở dưới này thôi. Nào, qua đây. Rồi, một viên mọi người. Rồi, phun đỏ luôn. Ui, quá hay anh em ơi. Hai đều, em Lì đã lật được kèo thành công anh em ơi. Bây giờ chỉ cần thắng hai trận nữa thôi, cố lên. Rồi ok, trận đấu này thì em Lì vẫn cầm cho mình cái combo cũ. Liệu em Lì bắn có ra đạn vào đầu hay không đây. Rồi đặt kèo quá là nhanh anh em ơi, anh em thấy chưa. Đặt kèo với tốc độ gọi là địch, gọi là hoa mắt luôn. Cũng một rồi. Gạt luôn em ơi. Ok, em Lì quyết định là không gạt và quyết định là lên solo luôn. Rồi qua đây. Mày qua đây. Rồi em Lì làm gì. Đặt kèo rất là nhanh, khiến cho thanh niên mình kia. Rồi bay cái đầu kìa. Trời ơi, pha này bắn nói chung là quá là hay rồi anh em ơi. 3-2 đến từ vị trí của em Lì. Quá kinh. Ok, trận đấu này thì em Lì hình như là lỗi nào anh em ơi, nên là em đã xuống hầm anh em ạ. Nên là quả kèo này mình nghĩ em Lì thua rồi anh em ơi. Đấy, không biết là liệu em Lì có lật được kèo hay không. Biết đâu bằng một thế lực nào đấy thì em Lì chiến thắng thì sao. Một viên bắt đầu. Rồi, nhưng mà pha đây bắn hơi ít máu. Rồi một viên vào người rồi. Rồi xong luôn anh em ơi. Quả này thì không bị thanh niên bắn gục thì cũng bùa cũng đốt là cũng toàn anh em ạ. Rồi tỷ số đã là 3-3. À ừ, đúng rồi, 3-3. Và đây là dao cuối cùng. Liệu em Lì có kết thúc được không đây? Liệu em Lì có kết thúc được không đây? Cố lên em ơi, đừng để thua. Rồi ok, một viên bay đầu luôn. Đằng sau đang bắn nén anh em ơi. Thằng đằng sau đang bắn nén. À mày ra đây. Mày ra đây. Trời ơi, Cu Lì đặt kèo quá nhanh rồi anh em ơi.
Rồi, úi dồi ôi, một vạch kết thúc quá nhanh và quá nguy hiểm. Ok anh em ơi, thì clip của mình đến cũng là kết thúc rồi nha. Hiện anh em vào 11 giờ trưa mai nha. Nhớ đón thêm trận 4-4 nha.